Xin chào các bé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bé một cái ESC rất là độc lạ. Tại sao mình nói là độc lạ? Bởi vì nó sử dụng cái hệ SBUS nha các bạn. Thật ra thì đây là một trong những cái RX, cái ESC mà mình thấy nó khá là thú vị. Bởi vì hầu hết những cái dòng RX trên thị trường mà dành cho cắn bằng chổi than á, là nó đều sử dụng cái chân cắm hết BBWM. Nhưng mà riêng cái dòng này thì nó lại sử dụng là một cái hệ SBUS. Và cái FC này thì nó sử dụng là một S và dành cho những cái dòng motor N20, N50 đổ lại nha các bạn. Là tầm khoảng 12A hả? 12A nhân 2. Ở đây nó có hai cái chân. Ở đây nó có hai cái chân này các bạn. Đó chính là hai cái chân motor nha. Zoom lại cho các bạn coi nè. Dùng. Thấy không? Chà. Này zoom hơi bị khó nhỉ. Zoom lên coi. Zoom lại. Đó. Thì ở đây các bạn thấy là nó có hai cái chân M1, M2 nha. Là chân motor. Đây, hai cái chân này nè. Hai cái chân ở đây nó có M1 này, M2 đó, là hai cái chân motor. Và ở đây các bạn thấy nó có 36 cái chân. Thì cứ một hàng này là một cái servo nha, một cái hàng này một cái servo. Và cái đầu này là các bạn cấp nguồn này. Đầu này là cấp nguồn 1S nha. Và đầu này là các bạn cắm vô cái RX SBUS D8. Đó, hiện nay thì cái dòng RX SBUS mà D8 của thằng Bright Sky rất là nhiều. Hoặc là các bạn có thể cắm những cái dòng RX khác của những cái hãng khác như Bright Sky. Đó, vô đây dùng ba chân nha. Đó, đây cấp nguồn, đây là hai cái chân motor và hai đây là hai cái chân servo để cho chúng ta có thể điều khiển. Thì cái mặt này nó sẽ áp dụng vô những cái con cắn bằng 1S mà các bạn có thể bay trong nhà hoặc là bay ngoài trời hoặc là tàu lượn. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó cũng khá là đơn giản thôi. Khi mà các bạn cắm vô thì nó sẽ hiện hết những cái chân lên, ví dụ chân là motor ha các bạn. Đó, SBUS chỗ đây thì các bạn lên ga nó sẽ vô cái chân motor, là các bạn tăng lên thì bắt đầu quạt nó quay nha. Thì ở đây nó có hai cái chân motor 1, motor 2. Thì hai cái chân này nó sẽ đấu vô hai cái motor và có hai cái cánh quay ngược chiều nhau để nó sử dụng cái nguyên lý gọi là cân bằng trục đó các bạn. Là một cái khi mà các bạn quay sang phải, một cái quay sang trái, thì hai cái khi mà hai cái ha nó quay ngược hướng nhau vậy thì nó sẽ làm cho cái máy bay của chúng ta nó bay cân bằng. Còn ví dụ khi mà các bạn để một cái motor mà quay qua bên phải hoặc là quay bên trái, nó sẽ xảy ra cái hiện tượng nó có cái moment xoắn đó các bạn, nó sẽ làm cho cái con quạt chúng ta bị nghiêng. Thì thường những cái dòng máy bay mà cánh bằng mà các bạn chơi một motor thì chúng ta thường phải để nghiêng một cái motor, nghiêng cái motor một chút xíu 5 độ để làm gì, để cho nó cân bằng lại khi mà nó quay. Còn về cái dòng này các bạn có thể sử dụng hai motor, hai cánh quạt và ngược nhau để nó cho nó tạo ra sự cân bằng. Và ở đây thì chúng ta sẽ có kết nối với hai cái servo. Thì hai cái servo này các bạn sẽ sử dụng một cái để các bạn lái. Thì khi mà cái con máy bay của chúng ta ha. Đó, đây mình vẽ cho các bạn coi những cái máy bay của chúng ta đây nha. Đó, đây là cái đuôi nè. Đó. Thì ở đây nó sẽ có hai cái bánh lái nha. Ở đây nó có hai cái bánh lái. Đó. Thì các bạn sẽ kết nối một cái servo ở đây nha, để các bạn sẽ sử dụng nó để lái hai cái bánh lái này. Thì ví dụ khi mà các bạn quay qua bên trái, quay qua bên phải nha, thì nó sẽ kéo thằng này lên và thằng này nó sẽ đẩy xuống ha, gió nó sẽ đẩy thằng này xuống. Thì các bạn kéo qua bên phải thì nó sẽ quơ qua bên trái, và khi mà các bạn kéo qua bên trái thì nó sẽ quẹo qua bên phải. Rồi cái servo thứ hai là các bạn để lái đuôi. Lái đuôi thì nó sẽ có một cái bánh lái ở đây. Thì khi mà các bạn kéo nó lên nha, kéo nó lên ha, thì gió nó đẩy xuống nó sẽ làm cho cái máy bay của các bạn nó ngóc lên. Và khi mà các bạn đẩy nó xuống
thì nó sẽ làm cho cái máy của các bạn nó bị cắm xuống nha. Thì ở đây nó sẽ sử dụng hai cái servo nha, để một cái bánh lái này để lên xuống, và một cái bánh bánh lái đuôi để lên xuống, và một cái bánh lái hai cái bánh lái bên hông để các bạn có thể quẹo phải quẹo trái. Còn hai cái motor này á, thì các bạn có thể gắn hai cái động cơ ở đây nha. Đó, hai cái động cơ ở đây để khi mà nó quay á các bạn. Đó. Các bạn có thể thiết kế cho nó quay vô hoặc là quay ra, chứ đừng có thiết kế hai cái motor mà nó quay cùng chiều nha các bạn. Mình sẽ lấy hai cái đấu nhau như vậy á để cho cái con quạt của con máy bay của chúng ta nó bay được ổn định nha. Thì đây là cái nguyên lý hoạt động của cái ESC này, cũng giống như là nguyên lý hoạt động của một con trainer cánh bằng. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một motor cũng được nha. Ví dụ các bạn sử dụng một motor cũng ok, nhưng mà mình khuyên các bạn sử dụng hai motor, bởi vì thằng này nó đã thiết kế song song đó các bạn. Thiết kế song song hai dành cho hai cái động cơ. Thì động cơ này thì nó sẽ sử dụng động cơ từ N50 đổ lại, khá lớn nha các bạn. N50 nó to bằng ngón út á. Nó to hơn động cơ 1 1020. Và nếu mà các bạn trong trường hợp các bạn sử dụng 8520 cũng ok. Đó. Thì đây là một trong những cái ESC mà rồi nó kèm luôn cái bộ xử lý á, mình thấy là nó khá là hay, bộ điều tốc khá là hay dành cho động cơ chỗ than. À, một S-Brushes nha, S-Brush Servo Back Boost, có nghĩa là ở đây nó có cái ở đây nó sẽ tích hợp cho các bạn một cái Back Boost là kích lên 5V để tránh trường hợp mất tín hiệu. Có nghĩa là khi mà các bạn cái nguồn điện của các bạn không đủ 5V, tại vì mình bay một S mà không đủ 5V, nhưng mà nó sẽ boost lên thành 5V để nó nuôi RX nha, nên nó giảm thiểu cái trường hợp mà các bạn bị yếu sóng. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà bên mình mới về.